丸玉を貸していいですか？あ、お菓子いらない。お菓子いらない。どうしよう。どうしますか？あの、ジュースコインありますけど、あそこのカップ、120円分のジュース、あそこのカップの、アイスクリームの横の自動販売機、お金と同じとこ入れていただいたら結構です。Vâng, hôm nay đánh đầu tư 1 sen, lãi được 7 sen. Có đi về lấy tiền rửa xe mới cả tiền ăn được rồi. Đánh vui chơi tí thôi. Đây, xe mình nha. Ăn non về lấy tiền rửa xăng. Hết ngày. Chào tất cả mọi người nhá. Buổi sáng nay thì à, buổi chiều nhỉ. Chiều ra ngồi gõ gõ một tí, đầu tư 1 sen lãi được 7 sen. Về lấy tiền đổ xăng. Hơn 7 sen tí, 7 sen 400 yên. Lấy tiền đổ xăng vậy. Chứ ba sen cô này ăn dày không ăn được, ăn non. Mình mấy lần ăn dày cũng lãi được nhiều. Thế xong thì ăn dày trong ăn tham thì lại tuẫn mà. Thế đâm ra cứ ăn non đi về cho nó lành. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé. Thấy kênh của mình hay thì hãy đăng ký kênh và cho mình xin một like nhé. Mình xin cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người chương trình sau nhé.